Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Ngài Giới Đồng xin kính chào lại đạo tràng và tất cả đồng đạo thân kính. Thưa chư quý vị, bây giờ sang cái câu hỏi cuối cùng của đồng đạo đất nước gió lửa. Đây là tứ đại đây, đất nước gió và lửa. Đó là cái câu mà thì rõ diệt phong thần trở lại, thuyền đông pha lèo lái cánh chương. Con lành mau lại Phật đường cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Thưa quý vị, bốn câu này được trích ra trong cái bài Xuân Hạ Tác Quần Thơ, mà bài này Đức Thầy chúng ta sáng tác lối thất tư năm Canh Thìn năm 1940 tại Hòa Hảo. Bây giờ đồng đạo mình đưa ra bốn câu thôi, nhưng mà để cho chúng ta hiểu rõ là thì rõ việc phong thần trở lại, thì cái chuyện phong thần là cái chuyện gì và nó trở lại như thế nào đó, thì bắt buộc chúng ta phải trở về trước một đoạn, tức là chúng ta nói cho nó đủ kết một cái đoạn chúng ta mới biết cái chuyện phong thần này là cái chuyện gì. Vậy thì chúng ta phải đọc bắt đầu từ cái câu đó là đường gai gốc thiên sơn dạng hải, dẹp cho rồi tướng bái đàn đăng. Rồi tử nha như thể các đằng tùng quân giữa bóng vui bằng hương châu, các nơi tiên trưởng đâu đâu lư bồng hội hiệp đồng trầu thánh vương. Trụ kia bảo ác phải nhường võ dương hữu đức đường đường trị dân. Rồi mới tới câu thì rõ diệt phong thần trở lại, tới đây là một mệnh đề nhắc cái chuyện khác. Còn cái câu sau thuyền đông pha lèo lái cánh trương lại là một mệnh đề nhắc cái chuyện khác. Vậy thì nói liền giữa một cái đoạn chúng ta sẽ thấy được Đức Thầy đang nhắc về câu chuyện của Khương Thượng Tử Nha, cái thời kỳ nhà Châu quý vị ạ. Vậy thì Tử Nha như thể các đằng tùng quân giữa bóng vui bằng hương châu nè, các nơi tiên trưởng đâu đâu và lưu bồng hội hiệp đồng trầu thánh vương. Chúng ta dở lại cái trang sử của Trung Hoa chúng ta sẽ thấy như thế này. Tức là nếu mà chúng ta nói từ cái thời mà sơ khai, từ cái thời mà Tạo Thiên Lập Địa tới bây giờ gọi là cái thời bàn cổ, sau cái thời bàn cổ sơ khai đến cái thời kỳ Tam Hoàng, và hết thời kỳ Tam Hoàng đến cái thời kỳ Ngũ Đế, hết cái thời kỳ Ngũ Đế là đến cái thời kỳ Tam Vương, mà hết cái thời kỳ Tam Vương đến cái thời kỳ Ngũ Bá, rồi mới hết Ngũ Bá mới tới Thất Hùng. Đó là cái lịch sử của Trung Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ở thời kỳ Tam Vương nha. Tức là cuối của cái thời kỳ nhà Thương đó là sắp chuyển sang cái thời kỳ nhà Châu. Vậy thì thời kỳ nhà Thương tức là vì chủ dương bạo ác, vì mê đất kỹ mà làm cho sinh linh đồ thán khổ sở, không biết là bao nhiêu cái tội, nào là chế ra xài lạc, rồi đặt chế ra sái bồn á, rồi chế ra cột đồng tức là bạo lạc đó để mà giết hại tu trung, giết hại quân Nga, rồi nào là móc tim tỷ can, rồi nào là cạo đầu cơ tử, rất là nhiều những cái chuyện bạo ác mà khó có thể nào mà dung thứ được lúc bây giờ, vì quá mê đất kỹ, nghe lời xúi dục của yêu tinh mà chủ dương đã làm cái chuyện mà trời không dung đất không tha. Chính vì vậy cho nên làm phẫn nộ với tất cả những cái vị ở trên trời. Lúc đó đó Nữ Hoa Nương Nương mới sai thầy của Khương Thượng Tử Nha, chính là Quân Thủy Thiên Tôn quý vị à, phải làm sao phải diệt cái kẻ bạo ác mới được. Thì lúc bây giờ được cái lệnh, thì lúc bây giờ Quân Thủy Thiên Tôn mới sai xuống một cấp nữa, cấp dưới của mình chính là Khương Thượng Tử Nha, là học trò của Quân Thủy Thiên Tôn, theo thầy học tại cái núi Cung Luân đó thưa quý vị. Thì bây giờ được lệnh thầy, dân lệnh thầy xuống núi là với cái trách nhiệm là hưng châu Phật chủ quý vị à, vì chủ dương bạo ác, do vậy đến cái thời cùng là phải bị diệt. Châu Văn Vương và Châu Võ Dương là hai cha con nhân đức, cho nên phải được bò lên ngôi để đem lại cái sự thái bình thiên hạ. Vậy thì vân lệnh thầy lãnh cái bản phong thần xuống núi nha. Thầy mới cho biết là 10 năm nghèo túng áo còn bâu, gượng gạo mua vui chớ chắc sầu. 80 lẻ nữa mang đai ngọc 90 dư ba cuộc ấn hầu. Mậu ngũ chư hầu trăm trấn phục vào phong trần 984 xuân thu. Đây là tất cả những cái cuộc đời và vận mệnh của Khương Thượng Tử Nha khi mà vân lệnh thầy lãnh cái bản phong thần xuống thế. Nào là khổ sở 10 năm nghèo túng áo còn bâu, thầy mới khuyên là gượng gạo mua vui chớ chắc sầu. Tới chừng nào mà 80 lẻ nữa mới mang đai ngọc và 90 dư ba mấy cuộc ấn hầu, giờ đó nó mới sung sướng, nó mới an lạc, hay là nó mới thành công trên trách nhiệm. Thì cái khúc này gọi là cái khúc mà Tử Nha như thể các đằng nè tùng quân giữa bóng vui bằng hương châu. Tức là nói cho mau sao nhiều cái nỗi khổ sở vì vua trụ ông mới độn thủy qua bàn khê. Mà chúng ta nghe cái câu gọi là ngồi đá bàn khê câu đợi vận nó trời xe vương vã rước về trầu. Vậy thì nửa năm nương đất trụ một khắc thì đến non tay sợi nhợ kinh lưng đó miếng mồi thao lược đây. Trước là câu cá nước nhưng mà sau đợi hội rồng mây câu cá mà không có lưỡi. Nhưng mà đây là sợi nhợ kinh lưng đó chứ không phải là sợi dây câu không. Miếng mồi là miếng mồi thao lược đây, trước thì câu cá nước nhưng mà sau đợi hội rồng mây. Vậy thì ẩn nhẫn tại bàn khê mà chờ đến khi Châu Văn Vương
đi lên đến mà Triệu Thỉnh trở về mấy lúc đó đó mới làm thừa tướng lãnh ấn Nguyên Nhung sang phạt trụ và Hưng Châu, thưa Chiêu Đồng Đạo kính mến. Thì đem lại một sự thái bình cho thiên hạ trong cái thời kỳ đó, chuyển từ cái thời Mạc Thương sang cái thời kỳ nhà Châu, hơn 800 năm như vậy dân chúng được an lạc. Vậy thì Đức Thầy nhắc cái chuyện này để làm cái gì? Gọi là thì rõ việc phong thần trở lại là cái gì? Thưa quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng hay là tất cả thế giới trong cái thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp này nói chung, phải không quý vị? Cái thời này trở lại thầy cho biết nè, nay trở lại như đời Trụ Kiệt, hãy tu nhân chứ khá tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chí cao thanh được hồi phục nhờ ơn chư Phật quý vị ạ. Đời và đạo đều khổ hết quý vị. Đời là sao? Đời thì người ta chém giết lẫn nhau là tranh danh đoạt lợi mà gây nên cái chiến tranh bùng nổ lan tràn khắp từ Âu sang Á. Vậy thì ai hãy ngồi đây trong lặng yên mà nghe giông tố nổ trăm miền, như từ vực thẳm đời nhân loại mà bóng tối đùng ra trận gió đen khổ sở dân chúng, giống như là đang bị chìm sâu vào một thực phẩm, một cái vực thẳm, một cái hố sâu đen ngòm không có cơ ngơi để mà có thể ngóc đầu gọi dậy, khổ lắm. Mà thầy nói cái câu là gió Á mưa Âu bùng sấm dậy, hải hùng tranh chiến xé sâu nhau, hoàng cầu trở lại màn u ám khắp cả chúng sanh nhợm máu đào. Đó. Vậy thì đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương, Đức Di Đà xem thấy rất thương mới say chư Phật xuống miền dương thế. Vậy thì chúng sanh lẽ ra phải chịu vũ sổ, nhưng mà vì cái động lòng của Đức Ngọc Đế mới chịu thỉnh Phật, thì Phật mới là sai chư đệ tử của Ngài Lâm Phàm, thì có khác nào cái thời xưa đâu. Tức là chính vì trụ dương bảo ác mà ngay cả nữ hoa nương nương cũng giận giận mới sai Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tiếp tục sai học trò của mình. Vậy thì Đức Ngọc Đế thỉnh Phật, Phật mới sai đệ tử của Phật là thầy của mình nè. Ta thừa vân sức lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, hay là kiếp mở long qua xây máy tạo cho dân hồng lạc thọ ăn thừa. Vậy thì thầy mình hôm nay ra đời trong cái thời kỳ mà sanh chúng chém giết lẫn nhau, cái thời kỳ gọi là nay trở lại như đời Chủ Kiệt, khổ dữ lắm quý vị à. Chúng ta nói gọn lại đất nước Việt Nam mình đó, thì người Pháp không khác nào vua Trụ vua Kiệt đâu, làm cho sanh linh đồ thán phải không? Chúng ta khổ sở không biết là bao nhiêu. Chính vì vậy mà thầy mới ra đời để chi? Lãnh cái trách nhiệm, cái sứ mạng nói riêng đó là dân tộc Việt, đem lại sự no ấm cho dân tộc Việt, nói chung là đem lại cái sự thái bình, đưa nhân loại đi đến cái thời kỳ thái hòa tuyệt hảo, tức là đưa con người trở về cái thời kỳ yên ổn, xóa bỏ đi bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là hận thù, đưa chúng ta trở về cái thời kỳ gọi là thời kỳ tam hoàng ngũ đế. Cái đó gọi là thì rõ việc phong thần trở lại. Vậy thì cái câu thứ nhất đó là chúng ta nhắc từ cái đoạn mà tử nha như thể cắt đằng đó, rồi các nơi tiên trưởng đâu đâu trụ kia bảo ác phải nhường võ dương hữu đức đường đường trị dân, là để Đức Thầy phản ảnh về thời cuộc cho chúng ta biết quý vị à. Bây giờ mình đang sống là đang sống trong cái thời kỳ khổ sở đó, trong cái thời kỳ hạ quân mà con người không biết là khi nào con người sẽ giết lẫn con người với nhau. Mình nghĩ coi hiện tại bây giờ quý vị mình thấy nội cái bài cúng mà thầy dạy mình mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cầu nguyện cho bá tánh vạn dân được từ tâm bác ái giải thoát mê ly đó. Mỗi ngày cái người tín đồ Phật giáo hảo ở trên đất nước Việt Nam và trên khắp cả thế giới không biết là bao nhiêu người, tính ra mỗi một người mà cầu nguyện hai lần như vậy đó, rồi chúng ta nhân nhiều triệu người như vậy, thì mỗi một ngày vậy chúng ta có biết bao nhiêu cái triệu lần để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho nhân sanh an lạc. Phải, đây là cái việc làm rất là tích cực để đóng góp vào cái thời kỳ rất là nguy, rất là khốn đốn trong cái thời kỳ hạ quân này, phải không? Mình bây giờ mình ngồi ở đây thì yên đó, mà quý vị mình thấy ở nước ngoài đâu có yên. Bữa thì động đất chết chỗ này, bữa thì thiên tai bão lụt chết chỗ kia, còn bữa thì sao, nước này ăn bom, nước kia lại dội bom, nước kia lại nổ súng, không có yên đâu quý vị à. Chính vì vậy mà thầy mình phải lâm phàm trong cái thời kỳ hạ quân này nè. Chừng nào chúng ta được trở về cái quân thượng, chừng đó đó mới thật sự là con người sống không còn tranh đấu, không còn chém giết lẫn nhau, đó mới thật sự là cái thời kỳ yên ổn. Vậy thì rõ việc phong thần trở lại, đây là Đức Thầy nói cái mốc thời gian của tương lai sau này nghe quý vị. Đức Thầy chúng ta bây giờ là đang trong cái giai đoạn gọi là ngồi đá bàn thê câu đợi giận nè. Tức là Đức Thầy Hồ Thiên Tiểu Ẩn Quân Tu Ký, phải không? Cái thời vận chưa đến, do vậy mà Khương Thượng Tử Nha đành phải đổn thủy đi sang Bàn Khê thôi. Vậy thì vì cái thời cơ chưa đến, Đức Thầy chúng ta đành phải vắng mặt để chi? Để chuẩn bị trở về làm cái việc lớn sau này. Mà ngày nào khi mà thấy mặt Khương Thượng Tử Nha xuất hiện lần thứ hai, cũng như ngày nào chúng ta thấy mặt được Đức Thầy trở về thế gian lần thứ hai, ấy là ngày Đức Thầy chúng ta thành công trên sự nghiệp, là sẽ đưa cho chúng ta được trở về cái thời kỳ tuyệt hảo, cái thời kỳ thái hòa quý vị à. Cái đó gọi là thì rõ việc phong thần trở lại. Vậy thì tương lai sau này mình no ấm lắm nghe thưa chư đồng đạo kính mến. Thầy cho biết là ta bây giờ tu niệm tầm thường, nhưng mà sao chánh thể sở hương khắp chốn mà nó vi diệu lắm. Hay là hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân nè. Trách nhiệm của hệ phái Bửu Sơn Kiền Hương tại cái vùng sông Linh Núi Báo là gì?
khí thiên liên sông núi nhiệm màu ung đúc giống anh hùng giang bốn bể phải không? Tức là ra đời đưa con người trở về cái cảnh phi diệu của cái đời thượng quân thánh đức, rồi là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đại chờ đợi con hiền nói tục cổ tới thời thượng cổ liễu hòa mai phải không thưa chư đồng đạo kính mến. Rồi đức thầy còn kêu gọi là theo ta đến chốn tiên bang là đặng coi các nước hội hàng năm non đó là thì rõ diệu phong thần trở lại, tức là cái tương lai sau này mình sẽ được trở lại giống như là cái thời kỳ phong thần quý vị à. Thầy mình lãnh cân thưởng phạt nghe, giống như là khương thưởng tử nha vậy đó, cầm cái bản phong thần phạt cho cái người có tội và thưởng cho cái người có công, thì sau này đức thầy chúng ta đến kỳ thi danh thầy chạm bản và trên đài cao gọi các linh hồn, hay là năm thành ba màu nắm chặt năm thành sự phân, đó là ý câu thứ nhất là chúng thầy nói về cái mặt đời quý vị à. Bây giờ là cái câu thứ hai nói về cái mặt đạo, đây là thuyền đông pha lèo lái cánh trương. Vậy thì ngày nào mà cái thời kỳ đó trở lại là cái thời kỳ đức thầy chúng ta bắt đầu chèo thuyền đông pha để cứu mình à, thưa chư đồng đạo kính mến. Quý vị mình biết tô đông pha chắc có lẽ ai cũng biết phải không? Vậy thì tô đông pha tức là tô thức, hiệu là tử chiên, ông là có cái hiệu là đông pha cư vậy cư sĩ, con của tô tưng và anh của tô triệt. Ba cha con đều là một ở trong bát đại gia trong cái thời kỳ đó quý vị. Quý vị mình biết từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 13 đó, tổng cộng người ta tôn xưng 8 vị gọi là bát đại gia, tức là 8 người lõi lạc nhất ở trong cái tài văn về và chương đó. Tức là tính từ Liễu Tôn Nguyên nè và sang tới Tô Đông Pha đó, thì ba cha con của Tô Đông Pha trong đó đã chiếm hết 5 người rồi. Ở trong đó có Âu Dương Tu nữa và có Vương An Thạch nữa, rất là nhiều những cái vị hay nhất. Mà từ thế kỷ thứ 7 đến 13 là mấy trăm năm, như vậy chỉ có 8 vị thôi quý vị. Mà quý vị mình biết cái người đứng đầu trong 8 vị đó là ai không? Chính là Tô Đông Pha quý vị à. Tô Đông Pha vừa hay về văn chương, nhất là cổ văn đó. Ông có để là cái bài mà Phú Xích Bích quý vị mình đọc ha, văn chương nó hay, nó lưu lót, nó quyển chuyển vô cùng. Về thơ thì ông cũng tuyệt vời quý vị mình biết đó. Cái tài văn thơ của ông một khi ông hạ bút là thành văn, viết không cần suy nghĩ quý vị à. Cứ đưa một hơi vậy tới chừng nào mà kết thúc là kết thúc văn chương của ông. Người ta tôn xưng gọi là hành văn lưu thủy. Một khi mà ông không cầm bút thì thôi, cầm bút thì nó tuôn ra như là suối chảy trên nguồn đổ xuống như vậy đó. Không cần phải suy nghĩ trước đâu, cái tài của ông nó tuyệt vời như vậy. Nếu chúng ta là cái người học Phật thì chúng ta vẫn biết được cái tiền kiếp của ông là thiền sư phải không? Chính vì nhờ cái sức định sâu cho nên ông có cái trí huệ đặc biệt. Quý vị mình biết lúc đó đó, Âu Dương Tu nè, Vương An Thạch là cái người chấm thi mà đọc đến cái bài thơ của Tô Đông Pha còn phải bái phục, còn phải kính nhường đó. Khi mà Tô Đông Pha xuất hiện rồi thì Vương An Thạch lúc đó là cái người đứng đầu ở trong tất cả các hàng trí thức về văn chương. Ông nói rằng ông phải khép mình mà nhường lại cho cái vị tuổi trẻ tài cao này thôi. Hồi đó đó, Vương An Thạch hay là Âu Dương Tu là cái người giống như là cái ngôi sao bắt đầu trên văn đàn, nhưng mà từ khi xuất hiện cái người tuổi trẻ Tô Đông Pha thì ông phải khép mình và ông phải nhường. Mỗi khi cái ngày nào mà ông đọc được cái bài thơ hay bài văn gì của Tô Đông Pha đó, ông mừng dữ lắm quý vị, ông vui suốt cả ngày đó. Ông thích văn thơ của Tô Đông Pha đến mức đó đó. Quý vị mình biết đó, trong cái thời kỳ vua Tống Thần Tông thời kỳ đó đó, cứ mỗi khi mà lên cái bữa cơm đó mà thấy ông vua cầm đũa mà quên gấp đồ ăn là quý vị mình ai cũng biết một điều là ông đọc văn thơ của Tô Đông Pha đến nỗi ông say mê mà ăn quên gấp đồ ăn. Tức là Tô Đông Pha có một cái tài tuyệt vời như vậy. Chị thì thuyền Đông Pha là cái gì? Chúng ta đọc là cái chữ thuyền chúng ta biết là cái gì quý vị? Hồi thời xưa thuyền là cái phương tiện vận chuyển người ta đi, phải không quý vị? Hồi đó thì chưa có xe cộ như bây giờ, người ta đi đâu thì chỉ đi bằng thuyền thôi. Nhưng mà ở trong văn chương cái từ thuyền để sử dụng cho cái phương tiện quý vị à, ở trong đạo Phật đó là thuyền Bát Nhã đó. Vậy thì thuyền là cái gì? Dĩ văn tải đạo phải không? Người ta dùng thuyền để mà chở đạo. Cho đến bây giờ đó có cái biểu tượng rất là đẹp, rất là hay, mà hai cái câu phải nói nó trở thành bất hủ của thi sĩ Nguyễn Đình Chiểu quý vị à. Một nhà thơ mù nhưng mà tấm lòng ái ô đối với đất nước quê hương lắm. Gọi là chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm mà đâm mấy thần gian bút chẳng tà. Vậy thì cái tinh thần trong văn chương đó gọi là dĩ văn tải đạo. Vậy thì văn chương giống như là cái con thuyền để tải đạo, để chở đạo, đem cái đạo lý đến cho con người. Vậy thì Đức Thầy chúng ta dùng cái từ thiền trong cái nghĩa văn chương văn học là gì? Đây là cái phương tiện Đức Thầy chúng ta đã sử dụng văn chương để mà chở đạo quý vị à. Hồi đó thì nghe các quý chú quý ông kể là cái câu chuyện giữa Tô Đông Pha Phật Ấn, thì nhân là riêng Gió Đồng khi nghiên cứu đề tài này đó thì Gió Đồng có cái ý khác. Là tại sao vậy, khi mà căn cứ trên cái sự thật của Tô Đông Pha đó, thì Tô Đông Pha không phải có 7 người vợ quý vị à, không phải. Đó. Rồi cái câu chuyện về Phật Ấn và Tô Đông Pha thì có nhiều cái câu chuyện, nó chỉ là cái giai thoại mà thôi chứ không phải đó là cái chuyện. Vậy thì
Nếu về sự thật mà nói thì Tô Đông Pha là một cái người có cái tài văn chương tuyệt diệu. Vậy thì Đức Thầy nhắc về thuyền Đông Pha là Đức Thầy muốn nhắc về cái phương tiện Đức Thầy chúng ta dùng văn chương để mà chở đạo đến cho chúng ta nè quý vị. Vì thiền là sao? Là cái phương tiện để chuyển chở đạo lý phải không? Vậy thì ngày nào mà đến cái thời kỳ gọi là thì rõ diệu phong thần trở lại, lúc đó Đức Thầy chúng ta sẽ dùng con thiền đại đạo, Thầy sẽ dùng văn chương để mà chuyên chở đạo lý, ban phát cái giáo pháp từ bi đến cho mình quý vị ạ. Bởi vì Tô Đông Pha là đại diện cho cái nhà học thức nguyên bác, đại diện cho trí huệ và nhất là đại diện cho văn chương. Tức là Đức Thầy dùng Tô Đông Pha để chỉ cho cái tài văn chương của Thầy quý vị ạ. Thầy cho biết là miệng nhích môi đầy văn tao nhã nè, hạ bút thần thơ đã đề khai, khó làm cho hiền thánh lung lai chỉ tưới nước dung thân cây quý phải không? Vậy thì thiền công pha về văn chương, nó là con thiền của văn chương, con thiền của trí huệ để chuyên chở đạo lý đến cho chúng ta. Mà thầy là cái người đang lái này, gọi là lèo lái cánh chương. Lèo lái là sao? Cánh chương tức là căng bờm ra phải không quý vị? Vâng, hai cái câu đó rất là hay. Cho đến bây giờ gió đồng cũng vẫn còn nhớ, tức là chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thần gian bút chẳng tà. Cái thuyền đạo đức là cái con thuyền văn chương của thi sĩ Nguyễn Đình Chiểu đó, ông chở bao nhiêu cũng không hết được cái thuyền đạo của ông đâu. Là cái người mang cái hồn văn chương thôi mà ông lại còn có cái ý nó cao thượng như vậy. Riêng cái cây bút của ông là một cái vũ khí lợi hại mà ông nói rằng đâm mấy thần gian là lúc đó đâm thần pháp cái gì à. Bút không có tà, tức là không có đò tà cái đầu đâu. Ông mạnh dạn cho đến như vậy đó. Vậy thì Đức Thầy dùng con thiền này của người xưa này để chi? Để chở đạo đến cho chúng ta phải không quý vị? Mà lèo lái cánh chương là sao? Đức Thầy chúng ta đã vượt qua biết là bao nhiêu dông tố, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại. Chương cái bờm thiền này để chi vậy? Để mang cái đạo đến cho mình. Vậy thì cuộc đời Đức Thầy có phải gặp bao nhiêu là điều trinh chiên vất vả phải không quý vị? Mà nếu chúng ta đọc lại đó có cái sự trùng hợp rất là đặc biệt quý vị ạ. Ngày trước Tô Đông Pha là cái người có tài, nhưng mà cũng vì cái tài mà làm cho ông không biết là bao nhiêu khổ sở quý vị ạ. Bị người ta ganh tị, rồi bị người ta chỉ trích, bị người ta chống đối, mà bị câu lưu từ cái chỗ này sang cái chỗ khác. Tưởng đâu cuộc đời ông đã bị khép lại vì cái nạn mà lúc mà bị lưu đày sang cái vùng biên giới rồi. Nhưng mà cũng may là ông nhờ có cái hồng phước mà còn sống được. Vậy thì cái hoàn cảnh của thầy mình không có khác đâu quý vị à. Phải bị chân chiên khổ khó, bị người pháp dời chỗ này sang cái chỗ khác phải không? Cái này gọi là lèo lái cánh chương nè. Tức là tùy theo thời cơ, tùy theo cái hoàn cảnh mà Đức Thầy chúng ta quyển chuyển, làm sao mà đứng vững được cái con thiền đại đạo để giúp cho chúng ta có được cái giáo pháp mà chúng ta tu tập. Đó là mình bàn về văn chương. Còn nếu chúng ta bàn sâu về Phật học thì như thế nào? Dân thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã, cứu thì trần gian gió đưa lướt sóng bồm lon, rước người tu niệm xây sang phỉ tình phải không thưa chư đồng đạo kính mến? Vậy thì con thuyền của dân thù Bồ Tát ấy chính là con thuyền của trí huệ và con thuyền của từ bi. Con thuyền ấy tuyệt vời lắm mà Đức Thầy chúng ta sẽ dùng nó để chở cho mình. Tức là dùng cái trí huệ bát nhã, dùng cái lòng từ bi để trần sóng cuộn lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một phen, quản chi lực kém tài hèn, dầu đời bạc đãi ngọn đèn cứ nêu. Đây là con thuyền giáo pháp, con thuyền trí tuệ, con thuyền từ bi mà thầy chở, thầy cứu mình. Do vậy thầy mới kêu gọi là con lành là gì? Là cái người có duyên với thầy đó. Thầy cho biết là khai ngọn đuốc từ bi trí thiện và tìm con lành dắt lại Phật đường phải không? Thiện duyên tức là cái người có duyên lành với thầy thì mau lại Phật đường, tức là thầy kêu gọi chúng ta hãy tu tập đi, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Cái vườn từ bi đó là cái vườn đạo pháp, cái vườn này sẽ xây dựng cho mình một cái sự hạnh phúc biên viễn lâu dài quý vị à. Chúng ta vào cái vườn hạnh phúc hay là vào cái vườn lý tưởng của thế gian thì sao? Hạnh phúc có đó nhưng mà nó khổ sở, nó cũng sẽ đến quý vị à. Còn vào cái vườn đạo pháp từ bi của Đức Thầy thì hạnh phúc biên viễn. Hạnh phúc hiện tại đó là chúng ta tu tập, chúng ta được an lạc tâm hồn, chúng ta được giải thoát. Mà tương lai sau này mình sẽ gặp Thầy ở cái đời Thượng Quân Thánh Đức, gặp Thầy ở cái cảnh Chí Long Hoa và gặp Thầy ở cái cảnh giới Cực Lạc. Hay là tuyệt vời hơn nữa là chúng ta gặp Thầy được ở trong cái pháp thể thanh tịnh, là giữa mình và Thầy sẽ đoàn tụ, sẽ vui vầy, không có cái ngày nào có thể kết thúc được cái niềm vui ấy. Vì Niết Bàn nó có thường, nó có lạc, nó có ngã, nó tịnh phải không thưa chư đồng đạo kính mến? Cái đó gọi là cùng Thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Thì nói tóm lại qua câu thứ nhất đó là thì rõ diệu phong thần trở lại là nói cái trách nhiệm của Đức Thầy chúng ta về mặt đời, là Thầy có cái trách nhiệm lập bản phong thần cũng giống như là Khương Thượng Tử Nha vậy, tức là đưa con người trở về cái quân thượng, và có cái trách nhiệm là phân xử tà và chánh sau này. Vậy thì còn về mặt đạo thì Thầy chúng ta là lèo lái con thuyền trí huệ từ bi, dùng văn chương để mà chở đạo, để mà giúp cho chúng ta khai ngộ được Phật pháp, dùng cái phương tiện con thiền đưa cho chúng ta trở về với Phật tánh bên trong để mà chúng ta chứng đạo giải thoát. Còn hai câu sau nữa là Đức Thầy dạy chúng ta
Chính vì Đức Thầy mình có trách nhiệm tuyệt vời như vậy mà chúng ta hãy cố gắng mà trở về với Thầy tu tập quý vị à. Sau này Thầy và tớ gặp nhau, mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình an lạc, miên diện lắm thưa chư đồng đạo kính mến. Thì giờ đây qua bốn câu giáo đồng xin phép được chia sẻ đến đây cũng xin tạm dừng. Cũng vừa lấy ít phút của quý bác, hẹo quý bác cũng quan hỷ thông cảm. Bây giờ xin một lần nữa xin được nói là chia tay với chư đồng đạo chúng ta và rất cảm ơn sự theo dõi của toàn thể chư quý vị à. Giờ đây giáo đồng xin được kính chào. Nam mô A Di Đà Phật.